Hello, xin chào toàn thể anh chị em. Hôm nay đi cùng đoàn sáng tác. Đường rất là khó đi. Đây chắc người ta nuôi tôm hả cô? Tôm. Dạ. Hiện tại bây giờ là 5 giờ 30 phút. Hello, xin chào anh chị em. Mình đang có mặt tại làng muối ở thành phố Vũng Tàu. Ở phía sau anh chị em là bà con đang khai thác muối. Ok. Rồi, hello anh chị em, mình đang có mặt tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Vũng Tàu. Rồi, ở nơi đây bà con cô bác đang khai thác muối. Rồi, phía trước mặt anh chị em là bà con cô bác đang khai thác muối. Rồi, bây giờ mình đi vào trong, mình quay cảnh làng muối cho anh chị em xem. Rồi, hôm nay có mấy các anh hội nhiếp ảnh ở tỉnh sáng tác làng muối thành phố Vũng Tàu. Rồi, mình đi một vòng, mình quay cho anh chị em xem. Rồi. Đây. Rồi đây nha anh chị em, đây là muối nha, đó họ đang làm muối lọc. Rồi.
em kết thúc buổi tác nghiệp rồi, anh chị em rồi bây giờ đi về, tức từ lúc 4 giờ sáng. Tại bây giờ là 7 giờ 20 phút rồi, mặt trời lên rất là nắng. Hôm nay anh chị em đi sáng tác, trời khí hậu hôm nay cũng rất là đẹp. Rồi xin chào tất cả anh chị em, rồi hẹn anh chị em video tiếp theo. Rồi xin chào, bye bye.